Chỉ cần xem trên bát cơm có miếng củ cải trắng ngâm giấm là biết được bát cơm này thuộc khu vực nào. Từ thực khách đến chủ tiệm đều cho rằng cơm gà Tây ở Gia Nghĩa nên có thêm miếng củ cải ngâm giấm như vậy mới đúng mùi vị. Và cũng rất thú vị là không phải ai cũng thích. So với Bắc Bộ, người dân Gia Nghĩa có nhiều món ăn cũng rất đặc biệt. Thí dụ như ăn mì lạnh, ngoài dưa leo, giá thì nhất định phải cho thêm giấm trắng, sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise này rưới lên tương mè và mì, trộn đều lên, khẩu vị chua chua ngọt ngọt. Đây chính là hương vị đậm chất quê hương của Gia Nghĩa. Còn nữa, món đậu hũ không thêm đường mà lại cho thêm sữa đậu nành. Đậu hũ phối hợp với sữa đậu nành tạo nên một hương thơm tuyệt vời. Đó mới là cách ăn của người Gia Nghĩa. Cho nên khi đến đây, bạn hãy thưởng thức thử xem nhé. Chắc chắn sẽ làm bạn khó quên.